Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, không chịu lép vế trước những thành công của Nga, Lầu Năm Góc đang nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh phóng từ mặt đất, trên không và trên biển. Các chuyên gia Mỹ nhiều lần thừa nhận rằng họ tụt hậu nghiêm trọng so với Nga và Trung Quốc về công nghệ siêu thanh. Tuy nhiên hiện nay, chương trình tên lửa đất đối đất siêu thanh Upright do Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ DARPA và tập đoàn Lockheed Martin dẫn dắt đang đi vào giai đoạn thực hiện chính thức. Chi phí của dự án này đã được công bố là 59 triệu đô la. Các chuyến bay thử nghiệm sẽ diễn ra vào năm 2022. Các chuyên gia coi hệ thống tên lửa chiến thuật độ chính xác cao Iskander là loại vũ khí của Nga tương tự gần nhất với dự án của Mỹ. Tuy nhiên, người Mỹ cho rằng phát triển của họ sẽ tốt và hiệu quả hơn. Theo các nguồn tin của tờ báo Mỹ, vũ khí mới có tính cơ động cao hơn, bởi vì các bệ phóng sẽ được đặt trên khung sườn xe bánh lốp. Tầm bay của tên lửa là 1.600 km so với 500 km đối với Iskander. Đầu đạn siêu thanh CHGB có khả năng bay với vận tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh, khoảng Mach 5, hoặc 1.650m trên một giây, cũng như khả năng cơ động theo hành trình và độ cao, và khiến nó không thể đánh chặn. Nói một cách chính xác, tốc độ siêu thanh bắt đầu từ 1.710m trên một giây, hay 6.150km trên một giờ. Vì vậy, tên lửa của Mỹ có thể được coi là cận siêu thanh. Trung tâm DARPA lưu ý rằng, mục tiêu của chương trình Upright là phát triển và trang bị một hệ thống cải tiến đặt trên mặt đất, và nó cho phép vũ khí siêu thanh vượt qua hệ thống phòng không hiện đại của đối phương và tấn công nhanh chóng, chính xác vào các mục tiêu quan trọng. Hiện nay, các chuyên gia của tập đoàn Lockheed Martin hiện đang nghiên cứu hệ thống dẫn đường đầu đạn mới nhất nhắm vào các vật thể nhỏ và chuyển động. Mặc dù người ta cho rằng Upright sẽ trang bị trong quân đội như vũ khí phi hạt nhân, nhưng có thể theo thời gian, chúng cũng sẽ mang theo đầu đạn hạt nhân. Dự kiến tổ hợp Upright sẽ đi vào hoạt động sau năm 2023. Ngày nay, loại tên lửa chiến thuật độ chính xác cao trên mặt đất của Mỹ có tầm bắn xa nhất là MGM-140 Atlas với khoảng cách chỉ 270 km. Điều này rõ ràng là không đủ để đối đầu với Nga tại châu Âu. Ngoài ra, quân đội Nga đã thực sự nhận được các hệ thống tấn công siêu thanh. Một dự án đầy tham vọng khác về vũ khí tên lửa siêu thanh của tập đoàn Lockheed Martin là vũ khí siêu thanh tầm xa, trị giá 347 triệu đô la. Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn đa năng với đầu đạn tương tự như hệ thống Upright. Nó được cho là sẽ phóng ngay từ các container vận chuyển, lắp đặt trực tiếp trên khung gầm xe hoặc trên rơ móc kéo bằng đầu kéo hạng nặng. Tổ hợp này sẽ được trang bị tiêu chuẩn theo hệ thống điều khiển hỏa lực tên lửa, pháo binh của quân đội Mỹ. Tốc độ của hệ thống này cao hơn Mach 5. Về tầm hoạt động, các chuyên gia cho rằng nó sẽ rơi vào khoảng từ 3.000 đến 4.000 km. Có thể người Mỹ không còn bị ràng buộc bởi hiệp ước INF với Nga, tạo ra tên lửa này với mục đích nhằm triển khai tại châu Âu. Từ đó sẽ có thể tiếp cận hầu hết các mục tiêu ở khu vực châu Âu của Nga. Và để kiềm chế Trung Quốc, người Mỹ muốn phát triển một phiên bản phóng từ trên biển. Các chuyến bay thử nghiệm của hệ thống này được lên kế hoạch trong năm nay. Cầu đội tên lửa đầu tiên loại này cũng sẽ được đặt trong tình trạng thử nghiệm chiến đấu không sớm hơn năm 2023. Để đối phó với việc Nga trang bị tên lửa siêu thanh Kinza, Mỹ đã khởi động một số chương trình chế tạo vũ khí tương tự như vậy. Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 63 triệu đô la với tập đoàn Raytheon về hệ thống tên lửa đất đối không siêu thanh chiến thuật TBG, được trang bị đầu đạn bay lượn có tốc độ lên tới Mach 5, và nó bắn trúng mục tiêu cách điểm phóng tới 920 km. Theo thông báo của trung tâm DARPA, trong khuôn khổ chương trình TBG, nếu tên lửa đủ nhỏ gọn, nó sẽ cho phép bố trí trên các máy bay tấn công tiền tuyến. Các chuyến bay thử nghiệm được lên kế hoạch cho năm nay, nhưng nó sẽ không được đưa vào trang bị trước năm 2025. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chương trình này là HAARP, tên lửa siêu thanh phóng từ trên không có tốc độ lên tới Mach 10, tức là vào khoảng 12.000 km trên một giờ. Sản phẩm này được giữ bí mật nghiêm ngặt. Người ta chỉ biết máy bay ném bom chiến lược và có thể là máy bay chiến đấu F-35 sẽ trở thành phương tiện mang chính loại này. Cho đến nay, chương trình đã có khởi đầu không mấy thành công. Vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa HAARP từ máy bay vào cuối năm 2020 vừa qua đã kết thúc thất bại.
Một dự án vũ khí đầy hứa hẹn khác của Không quân Mỹ là tên lửa hành trình không đối đất siêu thanh AGM-183A với tốc độ Mach 17 rơi vào khoảng 20.285 km/h với tầm bắn 800 km. Thời gian ra mắt và giới thiệu tới các phương tiện truyền thông dự kiến vào năm 2022. Tất cả các dự án này đều chỉ ra một điều rằng Washington đang rất cố gắng nhằm bắt kịp Moscow và Bắc Kinh trong lĩnh vực siêu thanh với chi phí không giới hạn. Tuy nhiên, vào thời điểm những tên lửa đầu tiên của Mỹ đi vào sản xuất hàng loạt, Nga sẽ có Avangard, tên lửa Kinza, tên lửa Zikron và một số vũ khí khác. Ví dụ như hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus có khả năng đánh chặn các mục tiêu siêu thanh. Và chắc chắn, các nhà thiết kế vũ khí của Nga sẽ tiếp tục cải tiến khả năng của tất cả những vũ khí này và khiến Nga có khả năng công thủ toàn diện trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, biến công sức của Mỹ thành công cốc. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.